Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em giới thiệu với cô bác, anh chị và các bạn xem kênh quả và cây giống na sầu riêng nhà em đợt này ạ. Đây là quả na sầu riêng được trồng tại miền Bắc. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2023. Em quay lại cái quả sầu riêng đợt này cho cô bác, anh chị và các bạn xem nhé. Quả na sầu riêng này được trồng ở tại Lai Châu. Hiện tại thì có ở Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên và một số tỉnh miền Bắc đã có cái na sầu riêng này bán rồi. Tuy nhiên là cái số lượng quả thì chưa có nhiều, cho nên có rất nhiều cô bác, anh chị và các bạn chưa tiếp cận được và cũng chưa mua được cái quả na sầu riêng này để ăn thử. Hôm nay em giới thiệu với cô bác, anh chị và các bạn cái quả na sầu riêng. Quả thì rất là to, quả từ 1 cân đến hơn 2 cân một quả nha các bác nhá. Được trồng tại Việt Nam đấy ạ. Quả này thì chưa chín, 1-2 hôm nữa mà chín ấy, thì em sẽ bổ cho cô bác, anh chị và các bạn xem cái ruột nó như thế nào nhá. Na sầu riêng này thì quả rất là to. Cây giống na sầu riêng có nguồn gốc từ Đài Loan. Đây là một loại na khá là dễ trồng, dễ chăm sóc. Đặc biệt là mình không cần thụ phấn thì nó vẫn đậu quả. Tuy nhiên là nếu mình thụ phấn được ấy, thì cái quả của nó sẽ rất là tròn đẹp. Đây nha các bác nhá. Đây ạ, quả này cũng khá là to. Một xíu xíu nữa là được 2 cân đấy ạ. Một xíu xíu nữa là được 2 ký. Cô bác, anh chị và các bạn muốn tìm hiểu về cái cây giống na sầu riêng này thì mọi người liên hệ trực tiếp số điện thoại 0977 516 966 nhé. Nhà vườn em có cả cây giống và có cả cây đã trưởng thành, có hoa, có quả rồi. Có cả cây nhỡ nữa nhé các bác nhé. Có cây nhỡ tầm khoảng hơn 1 mét. Cây nhà em đã hạ tán rồi. Có rất nhiều nhánh. Na sầu riêng thì khá dễ trồng, đặc biệt là nhanh ra quả. Đối với một cây na sầu riêng giống thì chỉ sau 1 năm là bói rồi. Chỉ sau 1 năm là bói quả rồi ạ. Đây là cây giống na sầu riêng nhà em đợt này. Cây rất đẹp nha các bác nhé. Như em cũng đã giới thiệu với cô bác, anh chị và các bạn nhiều lần rồi, na sầu riêng là một loại na nhập khẩu Đài Loan. Và na sầu riêng thì để phân biệt thì rất là dễ. Lá na sầu riêng mọc không theo một cái chiều hướng cố định nào cả mà mọc vòng quanh thân. Cây em đang quay ở đây thì mọc tứ phía, nhưng mà có những cái cây ấy thì nó mọc không theo chiều hướng nào cả. Có thể là một đoạn lá thì hai bên lá của nó theo hình xương cá, còn có những cái đoạn dưới hoặc là trên nó ấy, thì nó sẽ mọc các hướng khác nhau. Nói chung là na sầu riêng là một loại na dễ nhận biết nhất trong các loại na nha các bác nhé. Hiện tại thì trong các loại na thì na sầu riêng là một loại na quả to nhất, là loại na quả to nhất ở thời điểm hiện tại nha các bác nhé. Mình mà trồng được một cây na sầu riêng hoặc một vườn na sầu riêng mà nó có quả chỉ cần từ 1 cân trở lên thôi thì đã rất to rồi ạ. Đã cảm thấy nó rất là thích thú rồi. Trong khi đó thì nếu mà các bác chăm sóc tốt ấy, thì hầu như quả nào cũng được từ 1 cân 8 đến 2 cân. Từ 1 cân 8 đến 2 cân một quả nha các bác nhé. Na sầu riêng này thì ăn rất ngọt. Mùi thơm mùi mía, thơm mùi mật mía. Cây giống nhà em thì cao, tổng cao là từ 60 đến 80 cm. Từ mắt ghép lên, từ chỗ mắt ghép lên là 40 đến 60 cm nha các bác nhé. Nói chung là cây rất là đẹp, khỏe, mầm ghép khỏe rồi. Cô bác, anh chị và các bạn trồng đợt này thì cực kỳ đẹp luôn. Đợt này thì có rất nhiều cây giống cho cô bác, anh chị và các bạn lựa chọn ạ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn ở khu vực miền Bắc gần Hà Nội thì các bác có thể đến tận vườn để mua cây nhé. Có rất nhiều cho các bác chọn ạ. Tất cả các cây na nhà em thì đều ghép mắt. Có một số mắt già, sau khi ghép thì bây giờ lên đã có hoa rồi.
đã có hoa và nó có cái quả bé như thế này rồi ạ. Tuy nhiên là cái hoa, cái quả này thì nó cũng chỉ là một loại hoa sinh lý thôi. Cô bác anh chị và các bạn về trồng thì nó cũng sẽ tự dụng. Và đối với na sầu riêng này, các bác trồng thì các bác cắt đi 2/3 lá, mình chỉ để 1/3 lá thôi. Và mình có thể cắt ngọn, cắt cái ngọn nó đi để cho nó nảy mầm nhá. Để cho nó nảy mầm thì sau đó cái cây na của mình nó sẽ, cái tán của nó sẽ thấp, nó không cao quá đâu ạ. Nhà vườn em thì có cả na dứa và na thái, có cả na dứa, na thái và na bở Đài Loan. Cô bác anh chị và các bạn cần tìm hiểu hay là cần mua giống cây gì thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại 0977 516 966. Em sẽ tư vấn và báo giá cụ thể theo số lượng mà cô bác anh chị và các bạn cần mua ạ. Nhà vườn em cung cấp sỉ và lẻ toàn quốc cái cây na sầu riêng này. Cây nhà em thì tất cả các cây đều là bầu bát, số lượng rất nhiều, cho nên cô bác anh chị và các bạn nếu mà lấy nhiều để bán hoặc là mình trồng với số lượng nhiều ấy thì nhà vườn em sẽ bán giá cực kỳ ưu đãi cho cô bác anh chị và các bạn lấy số lượng nhiều ạ. Cây nhà em thì tất cả các cây đều là bầu bát, đảm bảo tỷ lệ sống 100%. Thân gốc của cây cũng rất là đẹp. Nó là cây bầu bát cho nên cây rất là khỏe. Cô bác anh chị và các bạn về mà mình chưa trồng được thì mình có thể xếp trên nền ở những chỗ mát, các bác có thể để cả tháng luôn. Mình chỉ cần tưới đủ ẩm thôi. Cây nhà em khi bán thì cam kết chuẩn cây chuẩn giống nha các bác nhé. Khi mà các bác đến vườn thì các bác có thể chọn cây, xem cây thực tế và chọn cây thực tế luôn ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ. Cô bác anh chị và các bạn cần tìm hiểu về cây gì thì mọi người cũng cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em nhé.